Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm có hai tập của tác giả Việt Nga có tựa đề là Oán gọi hồn ai, là một câu chuyện thuộc thể loại tâm linh kinh dị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn Làng Đình Nguyên chìm trong sương sớm, ngôi làng với những mái nhà lợp dạ nhìn từ xa, như những cây nấm khổng lồ vươn lên đón nắng. Thi thoảng có một vài người đánh trâu ra đồng sớm, khuôn mặt của họ vốn đã hẳn sâu những nét khắc khổ, lại cộng thêm sự tất tả xuôi ngược, cho đủ miếng cơm mảnh áo. Trong làng hầu hết nhà nào cũng nghèo khó, chỉ duy nhất có nhà lão Lý Trường Tuần và nhà ông Phú Hộ Thìn là khá giả tòa làng trong khu đất rộng ngôi nhà ngói nam gian bề thế của lão lý trưởng khi như vậy ngânh ra sừng sững như chiêu người chọc tức tất cả ánh nhìn cách đó không xa là một ngôi nhà cũng rộng rãi không kém đó là một ngôi nhà dài với cột trụ bao quanh đều bằng gỗ lim và được chạm trổ tinh vi đầy đủ cho thấy chủ nhân cũng là người có của đó chính là nhà công phú hộ thìn Sở dĩ người ta nói đến hai người này là vì cùng là tầng lớp giàu có nhưng hai lão lại tính khí hoàn toàn trái ngược nhau lão lý tuần thì hợm hĩnh độc ác và giỏi vơ vét bóc lột cho nên dân họ ghét lắm còn nhà ông phú hộ thìn thì ngược lại nhà ông khá già là do từ thời cha ông đã thức thời cho người lên rừng thu mua gỗ quý của dân bản địa rồi thả bè cho xuôi chế tác lại thành những bộ bàn ghế hay là kệ tủ cột kèo rồi bán lại cho bọn quan tây hoặc các nhà giàu có mãi tận hà nội vì vậy mà gia sản của ông ngày càng kích xù lên nhưng ông lại là một người nhân hậu hay ra tay giúp đỡ kẻ nghèo khó bảo phèn cứu đói cho làng chính vì điều đó mà lão lý tuần ghét lắm vừa kèn cửa vừa tấm tức mãi trong bụng mà chưa có cách nào khử được ông nghĩ ông là một kẻ ngáng đường cho nên lão chỉ mong tìm để loại bỏ cái gai trong mắt này thì mới mong dễ dàng thao túng được cái làng này ở trong nhà lão lý trường tuần đang ngậm cái tàu thuốc Nói là ngậm cho oai chỉ là có biết gì với cái tàu thuốc đâu. Thế quan trên này cũng ngậm tàu lão mới sắm ngay về cho mình một cái để ra vẻ với đám dân đen. Thực ra tàu của lão toàn hút thuốc lào. Thứ thuốc lào vĩnh bảo vốn nổi tiếng từ xa xưa. Thay vì cứ cho vào cái nõ điếu giết lên sòng sọc thì lão lại nhìn không sang quê mùa lắm. Rồi cho từng bi thuốc vào cái tàu giết một hơi tử tốn ra vẻ nho nhã nhàn hạc. Xung đùi một cái lão dở rộng quát thằng ở à. Mày làm cái gì mà chết dẫm mà đó lâu vậy hả cái thằng kia sao ông bảo Dạ bảo ông con đang đang cái mẹ mày Muốn ông tống cổ hả Việc hôm qua ông bảo mày đến đâu Dạ thưa ông là hôm qua con đi dò la tin Thì mẹ gỗ của nhà lão thìn chưa về ông ạ à. Mày thuê chúng nó đánh chìm bè cho ông Xong việc về để ông thưởng Thằng ngọ lại tất tả chạy đi ra đến ngoài cổng nó trở thích con hoa Con ở của nhà ông Phú Hộ Thìn đang đi đâu đó nó chạy lại con này rồi xoắn suýt Hoa, wow, đi đâu mà nhanh vậy chờ anh với Anh đúng là cái đồ mặt dày tôi đã nói rồi Anh mà vẫn làm như vậy thì nhà lão lý Anh vẫn làm cho nhà lão lý Thì tôi không thèm chơi với anh đâu Người gì mã có nói ấy ấy sao lại đánh đồng ra như vậy Lão lý ác tranh đâu có ác Lại còn già mồm chứ Anh cùng một tuồng với lão đấy còn gì Ghét, anh nói đi Lão lý lại xanh xa đi làm việc gì hại người phải không Sợ lộ chuyện thằng ngọ cười giả lả rồi đánh trống lảng bỏ đi nó từ lâu đã thích con hoa nhưng ngặt nỗi con này lại làm cho nhà phú hộ thìn. Mà nó thì lại ở trước nhà Lý trưởng Tuần. Trả đời nào lão cho nó lấy con hoa. Nó cám cảnh cái thân phận tôi đòi của mình rồi tặc lưỡi. Thôi thì hay đến đâu, nước nổi thì bèo trôi lo gì. Đi ra đến sân đình thằng ngọ đã thấy một đám lố nhố răm bầy thằng túm tụm ở đó. Ngó vào thì thấy chúng nó đang chơi sóc đĩa. Tiếng trời bới văng ra không ngớt Bên trong một thằng với bộ dạng chẳng khác gì thằng chí phèo ăn vạ mồm đang lớn tiếng. Mà mẹ chúng mày trả tiền bố đây. Ván này bố thắng rồi, thằng nào không trả bố cắt tiết. Mày giỏi thì mà cắt tiết đi, ông đếch trả đấy làm gì được ông? Mày định ăn quyệt hả? Liền sau đó thì tiếng đấm đá huỳnh huỳnh vang lên, đám đông thấy như vậy tản ra. Hai thằng lao vào đánh nhau nảy lửa. Thằng thắng vẹo có dáng đi như người say rượu, tức mình rút luôn con dao đang lận ở trong người, định đâm cho thằng kia một nhát thì tiếng càng vang lên rồn rập sợ quá hai thằng không nói không rằng vội vã buông nhau nhìn chiếc ngõ sau chẳng có gì lạ hoàn hồn định lại là vừa đấm tiếp thì thằng ngọ từ từ tiến vào tiệt sư trai nhà chúng mày hết việc rồi hả Ta bảo ông lý cắt mẹ lương của chúng mày bây giờ ôi anh ngọ anh vừa đánh càng về không làm cho bọn em cứ tưởng ai hú cả hồn tại cái thằng tâm lé này nó định ăn quỳt tiền cho nên nó mới định cho nó một trận ngoan ngoãn trả tiền ngay có phải ngon không nó nào về bao nhiêu luôn hôm nay cả thầy là ba đồng chán anh ạ à. thằng kia nôn tiền ra trả nó chẳng biết thằng ngọ có cái uy gì mà cả đám run nhong nhóc đều lẳng lặng tuân theo cấm có phản kháng được một lời đoạn quay sang đám lâu la thằng ngọ rủ gì điều gì đó làm cho cả bọn nhanh chóng rút đêm Tới cả lần lượt đi theo thằng ngọ về nhà ông lý ngoan như chó cún nhìn thấy đám này ông lý hài lòng lắm lão nhanh chóng phân phó mọi việc cho bọn nó giờ hất hàm bảo lui Lúc mà bọn này rời đi lão còn vứt ngay mấy đồng bạc trắng ra cho chúng rồi tỏ ra dĩ dãi. Nhanh có kết quả với ông thưởng, nếu có chống cự thì cứ thế. Đoàn lão ra dấu Phật ngang cổ, cả bọn hiểu ý liền cúi đầu chào ông Lý rồi lùi đi mất. Lúc này màn đêm buông xuống thật nhanh, xung quanh cảnh vật im mắng như tờ, màn đêm len lỏi qua từng hốc cây ngọn cỏ. Tất cả đều nhuốm một màu đen kịt tối tăm, bầu trời không một ánh sao khiến cho quang cảnh càng thêm u tịch ma mị đám thợ rong bè nhà ông thìn lúc này đang bảo nhau neo bè vào bến để nghỉ ngơi một lúc trước khi xuôi về cả thầy có tám người được chia đều ra hai bè gỗ lớn thằng tùng thoát vừa leo lên bờ vừa ôm bụng dê lên ư ử ừ. bè vừa neo xong nó vội chảy thoát lên bờ vừa cầm lấy cái đèn bất nhỏ xíu giỏ rẫm trong bụi cây cách chỗ bè neo một đoạn nó nhìn thấy đám lá nhỏ liền đưa tay bứt vội rồi đưa lên mồm nhanh ngấu nghiến. Đang ngồi thụp xuống dưới để xả đi cái của nợ đã liên tục làm hắn đau bụng suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó ngó mặt xuống trong màn đêm mờ ảo, thằng Tùng thấy xuất hiện bốn năm người đang lao xuống chỗ đám thợ bè nghỉ ngơi. Hoàng quá biết là bên dưới đã xảy ra chuyện, nó liền nín thở ngồi thu lu để quan sát. Bên dưới năm bóng người vận đồ đen, tất cả đều bịt mặt. Tay tên nào tên ấy lầm lầm sao phay gậy gộc và hung khí, không nói không rằng lao vào đám người rong bè của nhà ông thìn mà chém tới tấp khiến cho không ai kịp trở tay những tiếng kêu cứu tuyệt vọng phát ra nhưng ở cái nơi sông núi vắng vẻ như thế này ở có vác cả loa cũng chẳng ai nghe thấy anh hào vớ được một cây gậy liền giơ lên tự vệ trong lúc rằng co với một tin cướp anh vô tình làm chiếc khăn che mặt của anh rớt xuống thằng này không tự chủ được mà vong mồm chửi tục Mẹ cha nhà mày Lần này thì bố mày cho mày đi chỗ ông bảo ông vải Thằng thắng vẹo Đúng là mày rồi thắng vẹo Chỉ mới thốt ra được mấy câu Một lưỡi dao sắc bén đến đâm thấu ngực của anh Anh chỉ kịp vội đưa tay rút cây dao ra khỏi người Thì món đã vọt ra xối xả Anh lào đảo mấy bước chưa kịp đứng vững Thì thằng khác lao tới quất mạnh cây gậy trong tay Làm cho anh ngã quỷ Bên cạnh anh Tuần chết cũng nhận ra Người đang đánh mình là thằng tâm lé Nhưng chỉ kịp nhận ra có vậy thôi anh đã bị một cú như trời giáng vào đầu. Liền sau đó là một con dao nhọn đâm lút cán thấu từ sau lưng của anh, khiến cho anh ngã vật ra chết trong đầu đớn. Chúc mày thật độc ác, là ma chúng ta cũng sẽ về để báo oán. Tiếng kêu gào thảm thiết cứ như vậy vang vọng cả một khúc sông. Chỉ một chốc máu mê đã vườn vãi ở khắp nơi. Một cơn mưa máu gió tanh ngập tràn từ khí đã khiến đoạn sông thâm u càng trở nên giật người. Cứ như vậy bọn người bịt mắt lại thi nhau chém giết, không một chút nương tay mà đoạt mạng cả đám người. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ tất thảy bảy người thợ rong bè đã bị giết hại dưới những lưỡi dao oan nghiệt của bọn người độc ác. Trước khi chết họ đều nhận ra những kẻ đã xuống tay lấy tính mạng của mình là đám đầu lâu la của nhà lý trưởng. Trước khi chết họ đều nhận ra những kẻ đã xuống tay lấy mạng của mình chính là đám lâu la của nhà lý trưởng. Bọn này chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi mà lão lý ban cho đã không tiếc tay giết hại tất cả những người thân thuộc ở trong làng, những người khốn khổ cùng chung cảnh ngộ. Đã thế sau khi giết họ, chứ còn nhẫn tâm hất toàn bộ nạn nhân xuống sông rồi dòng bẻ đi mất. Ở trong lùm cây cách đó không xa Tùng đã chứng kiến tất cả. Anh vừa sợ hãi vừa căm thù đám người kia ông mày anh đã kịp lên bờ bởi do tạo tháo đuổi, chứ không bây giờ anh cũng chịu chung số phận bi thường như họ. Đợi cho bọn cướp đi xa, anh ra khỏi chỗ nấp, một mảnh chạy như ba đuổi lần tìm đường về quê. Lúc này bên nhà ông Phú Hộ Thìn cũng đang ra ngóng vào trông xót ruột lắm, lòng của ông như là lửa đốt vì mong đợi, vì mong đợi đám người thà bè đến giờ này vẫn còn chưa về, thì trong phòng tiếng của bà cả Thìn đã vọng ra. Ông xem thế nào đi Chứ dạo này tôi thấy mấy đứa nói bên nhà cụ Lý Toàn là đám cay tuần đánh người nhà mình thôi Mà mình có làm điều gì thất thô với bên đó đâu Thôi được rồi bà cứ để đất tôi liệu Ông ấy vẫn kèn cựu với nhà mình từ trước Châu bùa ghét châu ăn bà còn lạ cái gì Nói rồi ông đi ra ngoài sân ngóng ra ngoài cầm Xem đám rong bè đã về đến chưa Lần này ông đã đổ một món tiền lớn vào đây Cho nên không lo sao được các quán dưới Hà Nội cũng đang chờ mẹ hàng này. Đang nằm chiêu đi đi lại lại, Trần Thằng Tùng chót người lấm lem bùn đất chạy sông sộc vào. Nó hớt hải cắm đầu cắm cổ chạy suýt va cả vào ông. Ông ơi ông, ông ông ra sông mà xem bẻ nhà mình. Cái gì nói rõ chồng nghe lè làm sao? Những người kia đâu cả rồi sao có mình mày lại ướt như chuột đột thế hả? À? Chết, chết hết rồi ông ơi, có một bọn cướp đột ngô xuất hiện. Ông nghe mà run rẩy nó không thành tiếng, Thằng Tùng Chót liền kể lại sự việc trong hơi thở đứt quãng. Ông ơi, số là đêm qua trong lúc bè neo đầu, để anh em nghỉ ngơi một lát trước khi xuôi về. Còn lúc ấy bị đau bụng quá vì suốt buổi tối miệng nôn trôn tháo. Mới nhân thể bỏ lên bờ để tìm đại mớ lá phèn đen để mở nhai, cho hết cơn tào tháo đuổi. Thì con thấy có một đám người nai nịt gọn gàng, tay lầm lầm dao dựa, mặt mũi thì bịt kín lao vào chém giết người trên bè nhà mình. Sợ quá còn cứ ngồi im trong bụi mà không có dám xuống thế rồi sao họ bị chúng chém chết hết rồi ông à tất cả sau đó bị bọn nó vứt xuống sông và rong bé đi mất rồi chết thật rồi chỉ thốt được có mấy từ đó thôi thì ông phú hộ thìn đang ngã lăn quầy ra bất tỉnh thằng tùng liền cúi xuống sắp vội ông vào trong nhà bà ơi ông bị ngất rồi bà ơi đang ở nhà dưới nghe tiếng la thì bà thìn chạy lên thì thấy ông đang lả đi trong vòng tay của thằng tùng suất cuồng quát đứa lấy dầu lên xoa bóp cho ông bà nói sợ đất đời ông ơi sao tự dưng ông lại xỉu như thế này tỉnh lại đi ông bây giờ cả nhà ông phú hộ thìn đều chạy đôn chạy đáo lo sức khỏe của ông hai cô con gái thích như vậy thì súng lại lên người của ông mà khóc thút thít bà hai loan ở dưới nhà sau đi lên bà này được ông phú hộ thìn cưới về làm lẽ để mong bà ta đẻ cho một đứa con trai nối dõi tông đường Bình thường bà này cũng hay ra vẻ ta đây là mình làm mẩy với ông lắm. Lại cậy đẻ được con trai cho nên mụ trả xem bà cả và hai cô con gái ra gì. Thi thoảng lại còn buông lời xúc xiểm để lấy lòng ông phú hộ. Nhưng được cái là ông cũng là người sống biết điều cho nên bà cả vẫn được trọng dụng lắm. Hàng ngày mọi việc trong nhà ông đều giao cho bà quán xuyến hết. Thành ra bà hai chỉ như người thừa, lúc nào cũng chỉ lo son phấn, rồi quần áo là lượt ngúng hoa ngúng quẩy suốt cả ngày. Vừa nhìn thấy ông thìn là đi trong tay của bà cả, thì lúc này bà hai mới trỏ cái miệng đầy son phấn và mà nói, làm sao thích chị cả, em là em thấy ông nhà mình có cái máu đau tim, cái gì thì cũng phải từ từ, cứ cuống cả lên trả giải quyết được gì, không khéo lại hỏng hết cả chuyện đó. Bà không thấy ông đang xỉu đi sao, ai mà bình tĩnh cho nổi lúc này. Ôi dạo ơi, chị vẽ chuyện, em ở trong nhà nghe hết rồi, thôi chị cứ lo việc trông đi, Kiểu này á không có tay của em là không được đâu đem đi một chuyến xem như thế nào Nói rồi chẳng đợi cho bà cả phản ứng À liền cắp ngay cái nón lá rồi ra ngoài cầm Mọi người đang mãi lo cho ông thìn nên cũng chẳng để ý bà hay đi đâu Trái với sự lo lắng hoang mang bên nhà ông Thìn, lúc này thì nhà lão Lý Tuần vui lắm. Không vui sao đường khi mà mưu sự lão bày ra đất thành công mỹ mãn. Lần này không những lão đã chơi cho ông Thìn một vố nặng, mà số gỗ quân của lão cướp được cũng đủ để ra sản của lão đầy thêm. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt khốn khổ vì mất trắng số gỗ quý của ông thìn mà lão như là mở cờ ở trong bụng. Vỗ đồi đánh đét lão tự thưởng cho mình một bi thuốc lào rồi cất giọng đều giả nói với mấy thằng lính. Chúng mày có chắc là mấy thằng đó chết rồi không? Giờ bẩm ông Lý là chúng con giết sạch rồi ném xác chúng xuống sông. Ông cứ yên tâm, giờ này chúng đã làm bạn với thuồng luồng ba ba cả rồi. Tốt, Chúng mày phải nhớ kín cái miệng đấy, hờ ra là đi tù cả lũ. Chúng mày mà để lộ tin này ra thì ông giết cả nhà. Đây, cầm lấy mà chia nhau, ông thưởng cho. Thôi vậy đi có việc gì thì ông gọi. Đúng là quân ác đức bất lương, lão đã cho quân đi rình và giết sạch người lái bè của nhà ông Phú Hộ Thìn, xong đâu đó còn vứt xác của họ xuống sông và cướp trọn bè gỗ. Quả là có chết thì ông Thìn cũng không ngờ được rằng lão Lý lại mưu mô thâm hiểm đến như vậy. Đang ngồi rung đuổi trên chiếc trường kỳ thì thằng ngọ khúm đốm chạy vào báo. Ông ơi, có bà hai nhà lão thìn muốn gặp ông. Ghé tay vào lão nói nhỏ với thằng ngọ. Bà mày đâu? Bà còn đưa cô Luân đi vãn cảnh chùa tận ngoài Quảng Ninh rồi ông không nhớ hả? À ừ bố nó chứ, lắm việc quá quên mất. Mày ra ngoài cổng gọi ngay bà hai nhà lão thìn vào đây trông. Canh chừng luôn, trong lúc ông nói chuyện cấm được đứa nào bén mảng vào đây. Ông là ông bận việc cơ mật đó, Nói rồi lão liền ra vẻ hào hứng nhét luôn vào tay thằng ngọ mấy đồng xu rồi giả là Cứ nghe lời ông vậy có phải tốt không? Để ông cho, để dành bỗng rượu. Thằng ngọ được tiền thì nhanh chóng lui ra ngoài. Một lát sau thì bà Hai Loan nhanh nhẹn đi vào trong phòng khách của nhà lão Lý. Ngó trước ngó sau chả thấy ai, ảo à, mấy óng nghẹo ngà người ra ghế mà nhấm nhẳng. Thế nào thì người ta giỏi không? Vậy mà chả thưởng công gì cả rõ ghét. Ui nào anh thương Làm sao mà lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại sang đây Không sợ gì sao Sợ gì Lão ấy đang nằm bẹp trên giường Khéo quả này lăn quay ra mất chứ chẳng chơi Em lại em thấy tiếc cái đám của nả bên ấy Yên tâm đi Rồi sớm muộn gì cũng rơi vào tay của anh Rồi đằng ấy trả thành bà Hoàng chứ lại Cứ như vậy một ông một à vườn nhau như là vườn chuột Thì ra bà Ngai Loan này cũng chẳng hề trung tình với ông Phú Hộ Thìn như ta tưởng đằng sau ả à vẫn thập thụt đi lại với lão lý tuần cuộc tình chim chuột này vốn đã diễn ra từ lâu mà không ai biết bởi trước khi làm vợ ông thìn thì mụ đã từng đi hát cô đầu một thời gian ở trên tỉnh mà lão lý lại là một thằng dây cụ hám gái cho nên anh ngả mới dính lấy nhau ngàn một nỗi lão lý lúc này đang có bà vợ sờ sờ ra đấy bà lại sinh cho lão bốn đứa con đủ nếp đủ tẻ cho nên lão chẳng có cứ gì để dứt thêm bà hai mà cái dinh cơ này lão có được một phần cũng là nhờ sự lo lót của bên nhà vợ. Chả là bố của bà Lý Mơ là thông ngôn cho Pháp, cho nên ngài quan ba nể lắm. Bao nhiêu phi vụ làm ăn nó đều bật đèn xanh cho nhà lão Lý là vì thế. Ông xem thế nào cho một danh phận đi, chứ cứ giết ở bên ấy khéo em cũng cuồng cẳng mà chết thôi. Lão ấy chán bỏ mẹ đi. Đấy, dáng là không chịu được phải không? Gợm gợm một tí để anh nghĩ cách, ẩu là hỏng hết việc như chơi. Thế rồi hai con người dâm loạn đó lại vô lấy nhau mà kệ đời. Chỉ khổ ông Phú Hộ đang ngất lên ngất xuống ở nhà, đâu biết được rằng con vợ quý của mình đang làm cái việc đổi bại sau lưng. Quấn lấy nhau mấy tiếng đồng hồ xem chừng đã cơn thèm, con đàn bà hư đốn mới chịu sửa lại áo xuống rồi trở về. Lão Lý lại ghé vào tay của à thì thầm cái gì đó một hồi. À lật đầu liên tục, Chẳng biết chúng bàn gì với nhau mà cả bốn con mắt đều ánh lên tia nhìn độc ác. Thằng Lý Trường trước khi để cho ả à hai loan về còn kịp vỗ vào mông của ả à mấy cái. Đúng là quân mất dạy, thằng thì giỏi vơ vét của nạ của đám dân đen không từ thủ đoạn, mà đoạt cả quyền lợi của người khác, sẵn sàng cướp vợ của người mà không biết thẹn. Còn con nạ à thì đúng là phường trốn chúa lộn chồng, chỉ quen thói đĩ thỏa hám sai thì chẳng ai bằng. Ả à, lấy ông Phú Hộ Thìn cũng bởi cái mác giàu có của ông chưa với tính đàng hoàng biết điều của ông thì ả à, chẳng ưng chút nào Người đâu mà động tí là bố thí, động tí là phát trần Mà cái đám dân đen nó cũng mặt dày lắm cơ Cứ thấy đói đói thiếu thiếu một tí là vác rổ vác giá sang Ngồi khóc bù lu bù loa ở ngoài cầm Y như rằng ông Thìn lại cho đám người ở đem ra phân phát Nào là khoai nào là sắn Đúng là nhìn mà lộn hết cả tim gan phèo phổi chỉ nhìn thấy bọn khố rách áo ôm ấy ả à đâm muốn mửa rồi không thể mê được ả à, theo ông thìn về một phần cũng là do mai mối trong một lần tiếp quan tây ông được nghe ả à hát cô đầu ở trên tỉnh thế ả à, có một giọng hát mượt mà lại nhẹ nhàng mỏng mầy hay hạt cộng thêm với ông phó lý ở làng bên hún vào nói là em loan này ngoan lắm gia đình xa cơ lỡ vận cho nên mới phải xa chân và trốn này em như một bông hoa sen chưa nhúm mùi buồn cứ như vậy làm trông siêu lầm Đâu biết tất cả chỉ là một màn kịch mà ông chính là người ăn lại bã của bọn chúng, mà vẫn tưởng là con ả à này trong sạch. Đúng là cám cảnh cái sự đời cho ông phú hộ nhân tử, nhưng gặp phải cái phượng bất lương. Về đến nhà bà Hai Loan ra chiều trầm tư lắm, nhìn vào buồng thấy ông Thìn vẫn còn đang nằm thiêm thiếp, à liền cám cảnh lắm. Người đâu chẳng được cái nước non gì cả. Có mỗi việc làm chồng cũng yếu, lần nào cũng vậy mỗi khi lâm trận chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền ông thìn cũng đang ngấp nghé tuổi tứ tuần phần vì lo làm ăn phần việc cái khoản phòng the ông cũng không máu lắm có phần hơi yếu cho nên ông không đáp ứng được nhu cầu chăn gối quá cao của bà hai cho nên nhiều khi à cũng làm trông mất mặt mỗi khi lâm trận nay lại thấy ông nằm một đống thế kia thì không thất vọng biết là lạ à nghĩ bản thân mình ngọc ngà thế này mà không biết đường hưởng thụ thì có mà phí của rời Đang miên man với dòng suy nghĩ Chờ tiếng của bà cả vang lên Làm cho ả giật mình Bà đi có được việc không Có nhờ được ai giúp cho nhà mình không Khổ, đổ biết bao nhiêu vốn điếng vào đó Cho nên ông sốc mới xỉu đi như vậy Ông ấy mà có mệnh hệ gì chị em mình biết bấu víu vào đâu Khéo chữa chỉ cứ lo bò trắng răng Ông nhà mình chả làm sao đâu Còn việc kia chỉ cứ để em lo từ từ mẹ em lại phải đi lần nữa không lo lót quan trên nhà mình không khéo còn rũ tù đó chị Cái gì bà hai nói gì cơ cái bọn cướp gỗ nhà mình trả rũ tù thì thôi chứ nhà mình làm sao bảo nói thế Phủi phui cái mồm của bà ơ ờ, hay chỉ tưởng em nói chơi à em vừa sang bên nhóm lý trần tuấn nghe ngóng theo ông ấy mới đi tỉnh về ông ta nói là các quan trên tỉnh bắt đầu để ý đến nhà mình rồi đấy các quan còn nói đợt này mất gỗ là là may đấy vì nhà mình toàn đi buôn gỗ lậu thôi không bị bắt đi tù là phúc bảy đời dịch trị. Nghe đến vậy bà cả như chết đứng, ba năm nay ông Thìn đều làm ăn đàng hoàng, lợi nhuận cũng chia đều cho các quan trên, mà sau nay lại nói nhà bà buôn gỗ lậu, đúng là miệng đời ác độc, lại cái đám ghen ăn tức ở tung tin thất thiệt. Sau khi bán được mấy bè gỗ quý, lão lý trưởng lại càng hống hách hơn, coi trời bằng vung, bị mất bao nhiêu vốn liếng đám gia nhân còn bị giết sạch không biết thân xác trôi giặt nơi đâu Tiếc số gỗ một phần ông lại thương họ nhiều hơn. Chính vì chuyện này mà ông Thìn ốm liệt giường. Ông sai bà cả đến từng nhà những người đang thiệt mạng, biếu họ một ít tiền mong phần nào chia sẻ nỗi đau mất người thân. Nghe tin mà lão Tuần thấy sướng cái bụng. Lão về nhà lấy vội chiếc mũ bê rê đội lên đầu rồi cầm cái ba tong ra ngoài cầm. Bước chân của lão nhận nha rẽ vào hướng nhà của ông Phú Hộ Thìn. Vừa đến cổng lão ta đã giọng đằng hắng. Ông Thìn thế nào rồi? Mấy hôm nay không có thấy ngồi chiếu tổ tôm và dù ông gia đình làm vài chân chứ thiếu thiếu cái món này nó ngứa ngay lắm. Dạ mời ông Lý vào nhà xơi nước. Nhà tôi hơi mệt cho nên không ngồi tiếp chuyện ông được mong bỏ quá cho. Không dám. Tôi hỏi khi không phải là ông nhà mệt như thế nào để tôi vào thăm. ấy chết chả dám phiền ông Lý. Tiếng của bà cả phân trần. Lão Lý cái như vậy lê đưa gốc mộc cồm gộp bước vào nhà. Nhìn thấy ông Lý đang nằm trên giường màn vẫn còn đang buông. Lão lấy cái bà toàn hất cái màn lên rồi nhòm và chép miệng. Khổ, mới có ngót nghe tứ tuần mà sức khỏe yêu quá, trả bù cho tôi. Cứ vầm vầm thế này trời cũng trả vật được. Nằm trong màn dù mệt nhưng ông Phú Hộ Thìn nghe không sót một lời nào của lão Lý Tuần. Nhưng ông ghét lão này lắm cho nên không muốn dậy. Cứ giả vờ như là không nghe tiếng. Quần cho má mất dậy ông còn lạ gì nó lấy cớ sang đây để dò la mình thằng này từ bấy lâu nay nó luôn kèn cựu với mình và tìm cách chơi xấu mình nhưng chưa có dịp đấy thôi ngồi nói hiu nói vượn và ngó nghiêng một hồi lão lý phải phủi đít ra về phía trong bà hai đang liếc xéo gã một cái ngộ ý gì chắc chỉ có ngay người mới hiểu ở bên nhà lão lý tuần bà vợ và con gái của lão cũng vừa về đến nhà sau mấy ngày đi thưởng ngoạn ngoài quảng ninh cầm cái quạt quạt phành phạch vào người mụ lý mới đưa mắt đảo quanh nhà rồi dầu mỏ lên hỏi lão lý ông tính thế nào thì tính đi tôi là tôi thấy ngứa mắt mấy cái đám dân quê này lắm rồi đấy vừa ngó qua cái đám ruộng vẫn còn thấy cây chưa có xong chúng nó mà làm chậm quá thì tông mẹ nó đi thay đám khác chả công xá gì sất bà tính thế nào cho tiện thì tính thôi thì đấy là quyền của bà được rồi ông cứ để đấy cho tôi nói rồi mụ sắn ngay cái quần lên đội nón vào rồi ngúng hoa ngúng quẩy quát thằng ngờ à. thằng ngọ đâu đi ra ruộng với bà bà ơi chưa rồi sắp đến bữa rồi còn đi ra ruộng làm gì chết nắng nữa bà bà bảo mày đi thì mày cứ đi mày lại nỏ mồm đến cãi hả có đi không thì bảo hay là, là để bà vả cho mày mấy cái nổ đom đóm mắt ra mẹ bố cái quần chó má thằng ngọ điên con mụ này lắm lúc nào cũng kiếm cớ bắt nạt mắng chừng người làm một ngày mù không mắng hay là chửi được ai câu gì đó thì chắc mù khó chịu lắm. Dân mồ Lý Tuần ra ruộng nó biết ngay là mụ này định quyệt tiền công của đám thợ cấy cho nên mới kiếm cớ ra thăm đồng. Chứ đâu có việc gì mà chưa chật chưa chờ cho thế này còn mò mặt sân đồng làm gì. Nhìn thấy mấy người đang lom khom cấy lúa một ta liền quát. Này mấy con kia, cho mày làm cái gì mà chậm như rùa thế hả? À? Từ sáng đến giờ mới được từng ấy. Bà mới có đi vắng mấy ngày mà đã ra thế này rồi. Toàn cái lũ ăn hại mà cha tiên sư chúng mày, một người thấy vậy thì ngẩng cổ lên nói: bà bà là là chúng con cấy suốt mấy ngày hôm nay vừa xong mấy đám ruộng kia, thì mới sang bên ruộng này, chứ con có dám làm lơ đâu? mày còn cãi bà hả cái con kia? mày già mồm bà bà, bà lội xuống bà 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 vui đầu mày với ra. bà nói trước nhá, hôm nay bà cắt cơm không tính, mai chúng mày phải đi sớm mà bù vào cho bà nghe chưa? ôi bà ơi mong bà thương tình, chứ có có chuyện này gì đâu mà bà cắt công, bà mà làm thế chồng chúng con ở nhà chết đói mất. Đói hay no thì kệ xác chúng mày không lôi thôi gì cả. Chúng mày không làm thì mai bảo bảo đám khác. Để xem chúng mày có đói dã hỏng ra không. Nói xong thì mụ quay đi đi về bỏ mặc đám dân đen đang ngâm chân dưới bồn. Mặt cắm xuống để bán mạng cho nhà mụ. Vậy là mụ luôn tìm cách bớt xén tiền công. Nhưng hôm nay là mụ ngang nhiên cướp luôn tiền công của họ. Mỗi ngày cấy mụ cũng chỉ trả cho họ được mấy xu lẻ chứ có nhiều nhận gì đâu đúng là chồng nào vợ nấy giặt cái lũ vơ vét bóc lột sao ông trời oái om như vậy không biết ông mở to đôi mắt mà nhìn đám dân đen người tử tế thì cứ đói nhăn răng còn đám cường hào ác bá luôn phè phớn ăn trên ngồi chốc lên mồ hôi nước mắt thậm chí là cả sưng máu của họ thì cứ giàu nứt đố đổ vách mãi cho đến hôm nay sau một tuần nằm bệt thì ông phú hộ thìn mới ngượng dậy ông nghĩ rồi nếu mình cứ nằm bẹp như thế này cũng không phải là cách phải nghĩ kế để vượt lại cái gia sản này. Lê đôi dép xền xệt đến bàn thờ châm vội nén nhang, ông lầm dầm khấn vái cầu mong tổ tiên phù hộ cho cả nhà vượt qua cái đạn nạn này. Sau đạn ấy không biết có phải là được tổ tiên phù hộ hay không, mà ông thì lại gượng dậy một cách tài tình. Dồn hết vốn liếng còn lại ông quyết định một mẻ lớn, Lần này ông cảnh giác hơn rất nhiều không tin ai. Kế hoạch làm ăn được ông bí mật đến phút chót Chính vì vậy mà mẹ hàng này ông đã thắng đậm. Một đám người lại được ông tuyển từ những gia nhân thân tín. Ngoài việc xây dựng sản nghiệp người trong nhà thì ông còn chăm thắp hương và lý lạt nhang khói cho gia tiên. Ông vốn là một người hiếu nghĩa và ăn ở trước sau, cho nên mồ mà ông bà cũng được ông thường xuyên coi sóc. Đêm nay đang ngủ yên ở trong phòng ông chợt thấy một bóng người hiện ra. Người đó đang lặng lẽ tiến vào ngồi bên cạnh ông, đó là một ông cụ mặc áo thè khăn xếp, dáng người của bậc quan lại ngày xưa. Đó chính là người cha quá cố của ông. Ông cụ đã mất mấy năm nhưng có bao giờ hiện về đâu. Đang ngạc nhiên định hỏi thì ông cụ từ tốn nói. Còn phải cẩn thận đừng có tin người quá. Kể cả người đầu gối tay ấp với mình kẻo qua ngày vòng mạng đi con. Thầy ơi, thầy nói vậy là sao à? Con chỉ có hai bà vợ không lẽ họ lại định hại con? cần tắc không thừa mọi việc đều phải thận trọng kẻ có người đập sau lưng còn đấy nhớ kỹ lời của thầy riêng về lão lý thế đất chơi xấu được ông thìn một mẻ lớn mà ông vẫn không suy xuyển gì mùa hai loan và lão lý tuần điên lắm lần này chúng giáp tâm bàn mưu tính kế quyết hại trông thân tản ma giải chỉ thương trông thìn luôn sống ngay thẳng lại bị chính người đầu gối tay ấp của mình sau lưng mà đâm không biết dạo này phú hộ thìn không còn bị áp lực đè nặng nữa Ông lại tiếp tục điều hành công việc và đám người làm, cho nên mộ hai Loan không được đi đâu cả. Mấy ngày nay không được gặp tình nhân nên mộ cứ thấy ngứa ngáy, khó chịu trong người. Con đàn bà lăng loàn vốn sẵn tính hư thân mất nết, về cái khoản chăn gối ông thì lại không được khỏe cho lắm. Cho nên mộ cứ ngày đêm mưa tưởng đến thằng cha Lý Trường. Lão Lý Trường cũng là một tuồng với mộ. Ở nhà thì mộ vợ già suốt ngày chỉ thích mỗi việc ngồi đếm tiền. Còn cái chuyện phòng the con mụ này nó kém lắm. Lên đến giường là ngáy như bể đỏ rèn. Nhìn thấy cái thân hình trưng phành của mụ là cũng chả ham muốn. Đêm đêm là cứ nghĩ đến mụ loan rồi sôi lên sùng dục Tưởng tượng ra những lần cô ả à đưa lão lên tận mây xanh. Con này vốn là phường ca kỹ nên nó nhiều ngón nghề lắm. Lão nào mà rơi vào tay của mụ thì cấm có thoát được. Ông Thìn chỉ còn cái bình phong không hơn không kém cho nên cứ sơ hở chúng lại tìm đến nhau tối nay cũng vậy lúc mà ông thìn vừa đi làm việc với quan sở tại trên phủ chưa về mùa hai loan đã tìm cách gặp lão lý bọn này nó gian manh lắm bên này mộ loan đã mua chuộc được một thằng người ở thân tín cho nên nhờ đó mà mụ cũng dễ bề qua mặt được ông thìn và mọi người trong nhà mỗi khi vắng mặt bên kia lão lý tuần cũng có một thằng chuyên sai vật trung thành đó là thằng ngọ Khe ghé vào tai của thằng ở à, rồi mụ rúi vào tay của nó mới đồng xu lẻ. Thằng này biết ý phóng nhanh ra ngoài. Lóng một cái nó đã đứng trước nhà của Lý Tuần. Chỉ bằng mấy tiếng cúc cu cú ám hiệu thằng ngọ liền đi ra. Chẳng biết chúng nó nhỏ to cái gì mà thằng ngọ chạy ngay vào. Mắt trước mắt sau không thấy ai đến gần ông Lý. Nghe nói nói xong lão đang rung đuổi khoái trá lão cũng nhét cho nó một ít bạc vụn rồi cất giọng đằng hắng. Bà Lý tôi phải đi họp đây các quan trên cho gọi. Bà ở nhà cứ ngồi trước đi nhá, khéo là tôi về muộn. Ông đùa tôi đấy hả? Họp hành gì giờ này? Trông lại đánh tổ tôm với cái, cái lão chọc phú đấy hả? Tôi còn lạ gì? Thằng ngò thích như vậy thì liền gỡ bí. Ông chủ, ông đi họp thật đấy bà, con vừa thấy ông tránh vừa gọi mà. Với cái bài này thì lão dễ dàng qua mặt được mụ vợ. Chả là mụ này buổi tối chẳng bao giờ dám ló mặt ra ngoài cầm. Ban ngày thì mụ hét ra lửa nhưng mà tối đến bộ lại do gió, gió ở nhà vì sợ ma mất mật đúng là lạ thế là lão đội ngay cái mũ bê rê lên đầu miệng ngậm tàu thuốc tay chống ba tong lộc cộc ra chiều oai vệ lắm thằng ngọ tay cầm đèn đi trước lão theo sau cả hai dạo bước đến cái điếm canh ở đầu làng bên trong một hai loan đã chờ sẵn cùng với thằng thân tín vừa thấy bóng của lão lý cả hai thằng biết ý lùi ra thật nhanh bên trong hai kẻ mèo mỡ lại đổ ập vào nhau mà vồ vập ngấu nghiến Chúng như người chết đói lâu ngày không được ăn Anh à cứ như vậy lao vào nhau hùng hục Lão Lý thì thở phì phò như là con lợn sắp bị đem đi chọc tiết Còn mộ loan thì cất lên những tiếng rên hoan lạt Như con lợn cái đến kỳ động đực Chúng cứ quấn vào nhau gần hai tiếng đồng hồ như vậy Mới thỏa mãn rời xa nhau Con mộ loan vẫn còn đang áo sống sộc sạch Khét vội cái chân của lão Lý ra mà nói Ông xem thế nào đi chứ em thấy cái lão thì nó chả hề hấn gì đâu mà xem chừng nó lại có vẻ phất ra đấy Mà dạo này em thấy lão chăm lễ đạt cúng bái lắm Tôi cũng đang đau hết cả đầu đây này Hay là mồ mả nhà nó chôn đúng vào cái chỗ con long mạch tốt Cho nên mới được tổ tiên phù hộ À ông nói em mới nhớ Là cũng hay ra mộ của cha lão cầu khấn lắm đó Có đêm em còn thấy lão dậy thấp nhang nữa cơ Vậy là một kế hoạch tàn độc đã được vạch ra trong đầu của lão lý trưởng khốn nạn. Âm thầm tính toán lão gật gù vỗ đùi đánh đét, rồi thì thầm vào tay bộ loan mặt của chúng giãn ra miệng nở một nụ cười tinh quái con đàn bà rắn độc chỉ muốn giúp tình nhân mà đã bày ra những mưu mô, mô quỷ quyệt trời không dùng đất không thả vào một buổi tối trời có hai cái bóng lầm đuối đi ra nghĩa địa giờ này trong làng mọi người cũng đã ngủ hết trời tối đen như mực không nhìn rõ mặt người thời tiết đêm cuối năm thật là u ám hai kẻ sau một hồi mon men cũng mò đến được một ngôi mộ chúng đào bới một hồi thì cuối cùng cái quan tài lộ ra nhanh tay đóng ngay vào bốn góc quan tài mỗi góc quan tài một chiếc đinh thật dài và chôn xuống đó một con chó mực đoàn chúng cẩn thận dán lên tấm áo quan mấy lá bùa rồi lấp đất lại như cũ xong xuôi như những con mà hay kẻ lại hòa vào trong bóng đêm tĩnh mịch màn đêm đen đặc như đồng lõa với tội ác của chúng cho nên không ai hay biết lúc này bên nhà ông phú hộ thìn khi đang trong cơn say ngủ ông chợt thấy một hình ảnh gây sợ hiện ra Trước mắt của ông là một màn sương khói Ông nhìn thấy có hai bóng đen đang lúi húi làm gì đó ở khu nghĩa địa Chú ý quan sát ông thấy chúng đang cố đào bới một ngôi mộ và đóng đinh lên đó khi bốn cây đinh vừa được đóng xuống bốn góc quan tài thì ông thấy bên trong áo quan có một tiếng ngét đau đớn vang lên. Ông ôm lấy ngực hoàng hốt ngồi dậy, đau đớn như có ai đó cầm dao đâm vào ngực của mình. Lo sợ mô hồ không biết có chuyện gì xảy ra, cho nên ông lên bàn thờ thắp vội mấy cây nhang mà lầm rầm khấn vái. Trời bát nhang bùng lên dữ dội, trong ánh lửa bập bùng ông thấy hình ảnh của người cha hiện lên mờ ảo như sương khói. Ông kinh ngãi khi thấy mắt của ông cụ còn nhiễu máu, tay chân đều bị đóng đinh máu vẫn còn đang chảy ròng ròng. Ông rời mắt đi mấy lần thì những hình ảnh ấy liền tan biến. Mấy mình hoa mắt nông vội gạt đi mới suy nghĩ hỗn độn đó, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang, không biết sự thể như thế nào ông cứ như vậy thức luôn cho đến sáng với một nỗi lo sợ vô hình sáng sớm ông thìn đã một mình ra thăm mộ phần gia tiên nhưng hai thằng tay sai của lão lý hôm qua đã quá khôn ngoan hay là chúng làm cách nào đó mà không để lại một dấu vết gì cho thấy ngôi mộ mới bị khai quật xong xong một lúc không thấy gì lạ ông lặng lẽ ra về riêng về lão lý trưởng tuần từ hôm bàn bạc to nhỏ với ngon mụ loan Hôm sau lão cất công đi sang một ngôi làng cách nhà lão một buổi đi đường. Để sang được ngôi làng này lão phải đi qua đỏ sang sông. Nghe bảo ở bên đó có ông thầy giỏi lắm, chuyên hàng ma chóc quỷ chấn niệm trừ tà rất thay. Nhà có tiền mà lão được ông này bày cho cái kế hiểm mộ của nhà ông thìn, nên đêm nay lão mới cho ngay thẳng tân tín đi làm cái việc thất nhân ác đức đó. Lão muốn cho ông tán ra bại sản, cha của ông không thể về để phù hộ cho con cháu được nữa. Không chỉ có như vậy, lão còn muốn tất cả gia sản của ông phải là của lão. Nhìn thấy ông cứ ngày một phất lên, lão ngứa mắt không chịu được, từng bước từng bước lão đã khiến cho ông phải bán sới khỏi cái làng này mà đi. Lão muốn thôn tính tất cả, một nước không thể có hai vua, một ngày không xa lão sẽ có tất cả, sớm thôi. Việc qua lại thầm thốn giữa lão Lý Trường và mụ vợ hai của ông Phú Hộ Thìn cuối cùng cũng có người phát hiện. Đi đêm lắm có ngày gặp ma các cụ nói không có sai. Số là hôm qua thì lão cứ thì thà thì tụt nhỏ to với thằng ngọ điều gì đó. Có vẻ lén lén lút lút. Thế thấy mùa lý đi qua lão lại ra về đằng hắng quát thằng ở. Mùa mê lấy làm sinh nghi cho nên cho người theo dõi. Đến tối khi mà lão lý vừa ra khỏi nhà mụ vợ liền ngoắc tay thằng tún bám theo. được một lúc thì thằng này chạy về mồm miệng thi nhau thở, nói không ra hơi. bẩm bà, bà là, ông con, Ông còn đang uh... Ông mày làm sao mày nói mau đi xem nào Dạ nhưng con sợ ông uh, Con sợ ông giết con mất Nói mau Mày mà không nói được bà nọc cổ mày sẽ đánh cho mày một trận như từ bây giờ Nói ra bà còn thương Không thì mày cuốn xéo ngay đi cho đỡ nhức mắt Bà ơi Ông ông đang ở ngoài điếm canh Là ở ngoài đó với ai Sẽ điếm canh làm gì Dạ bà cứ ra đó rồi rõ Bà đi nhớ mang theo gậy gộc với nhá Thế này thì có điên không cơ chứ rõ ràng là lão này đã làm việc gì đó mờ ám ở ngoài đó không nói không rằng bà quát một đám gia nhân tay gậy gộc cứ như vậy tiến thẳng ra ngoài điếm canh trong điếm canh hai kẻ mèo mỡ vẫn đang quấn lên nhau như hai còn rắn nghĩ không mảy may nghĩ đến bên ngoài vì yên tâm đã có hai thằng thân tín đứng bên ngoài đó để canh mộ lý và đám người làm đến nơi thì thấy thằng ngọ và một thằng nữa đang trụm đầu bên cái bóng đèn phát hiện có người hai thằng hốt hoàng định chạy vào bẩm báo cho lão lý thì mụ đã quát đám người kia khống chế rồi trói gô cổ ngay thằng này lại bắt im miệng và cấm khóc lóc kêu than đoàn mụ mộ ngoắc một thằng cầm đèn lao nhanh vào điếm nhìn thấy chồng mình đang quấn lý ả à không một mảnh vải che thân mùa liền điên tiết mà chu chéo à hôm nay bà bắt được cái đôi gian phu dâm phụ chúng mày nhé ba năm rõ mười xem chúng mày có chạy được đi không tổ bay chặn hết cửa cho bà để bà xem mồm ngang mũi sợ cái con đĩ này nó là con nào. Nói rồi mộ liền lao đến đè ngựa à đàn bà. À Loan sau phút thất kinh hồn vía thì lục tục ngồi dậy, định vơ lý vội quần áo để mặc. Thì mộ lý đã nhanh tay hơn, mộ vứt đống quần áo của con này ra ngoài rồi sấn đến. Con mộ Loan đưa hai tay lên che mặt xong không kịp. Những cái vả đôm đốt vào mặt được mộ lý thẳng tay giáng xuống, Ngớ người ra khi mà xoay ngọn đèn vào mặt của ả à ta thì bà suýt té ngửa. Không ai khác, đó chính là mụ vợ hai của ông Phú Hộ Thìn. Thì mụ nổi máu hoạn thư tam bành tứ phủ mà nói Trời đất ơi! Ông mà to mắt lên mà xem cái thứ mèo mà gà đồng cái còn đĩ dài đĩ dàng nó đi quyến rũ chồng tôi. Ông Lý, ông mù hay điên mà mà mà, mà mèo mỡ đi với cái đám này. Còn đĩ loạn kia, hôm nay thì mày chết với bà, bà sẽ cho cả làng cả tổng này rửa mắt một đêm, bà sẽ đánh thanh la khua chiêng gõ trống cho cả làng biết cái mặt dây của mày dạ em em chót dại xin bà tha bà đừng bêu em từ sau em em xin chưa. nghe con loan van vì thì mụ lại càng trở nên điên tiết vớ ngay đưa guốc mộc dưới chân đập liên tiếp lên người lên mặt của ả à. chưa hết mụ còn nao vào đè ngửa con này ra mà túm lấy ngày mớ tóc của nó giật rối rụi mặc cho nó khóc lóc van xin ở một xó thì ông Lý đang ngồi rúng gió nhưng mà may là mặc kịp xong quần áo vào người. Mặt của lão lúc này chẳng khác gì chàm đổ và ngịch còn đâu ông Lý cạch cỡ oai về ngày xưa nữa. Lão sợ mù vợ đến mất cả mật. Cô đáng tội là bị bắt tại trận thế này, mụ không đập cho lão một trận đã là may. Đang có do vì xấu hổ và sợ sệt thì mụ loan lại bỏ lít về phía của lão. Ông ơi, ông nói với bà giúp em một câu đi ông. Còn đi kìa, mày tránh xa chồng của bà ra. Cái ngữ này mày chỉ quen nằm ngửa trương xác. Mày lừa được ông Thìn chứ sao mày lừa được nhà bà hả cái con trăm thằng kia. Hôm nay thì mày chết với bà. Thế rồi mộ lên giọng the thế quát đám người làm ở bên ngoài. Chói gô cổ con này lại cho bà. Rồi điệu nó đi gia đình mau lên. Thôi thôi, tôi xin bà. Bây giờ bà làm to cái chuyện này, khéo cái chức lý trưởng của tôi còn mất chứ chả giữ được đâu. Thôi thì bà giữ cao đánh khẽ đang điên tiết vì bị con ả à loan sỏ mũi nhưng nghe thấy lời của lão lý nói mộ cũng thấy đúng mụ đang định đưa con này ra đình đánh kiêng tập trung mọi người ra để bêu giấu nó một trận nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mộ thấy như vậy là không ổn mấy thằng kia dạy nó về nhà cho bà mau lên thế là cả bọn liền xông vào con loan lúc này thì mặt mũi ê chề lắm nhưng việc không phải ra ngoài đình lúc này là tốt cho ả à lắm thôi thì phó tác cho trời vậy mớ quần áo được mộ lý vứt ra cho cô loan mặc vào rồi túm lấy cổ của lão lý lôi dậy miệng không ngừng thôi chỉ chiết đẹp mặt chưa sướng quá đâm rừng mỡ hả à? về nhà ông chết với tôi cuối cùng cả bọn lục tục kéo nhau về nhà của lão lý đám chó lại được dịp sủa lên loang hoảng một số nhà gần đường nghe thấy tiếng người la ó kèm với tiếng chó thì mở cửa ra ngoài nhưng khi nhìn thấy đám người của nhà lão lý thì lại rụt cổ vào ngay chỉ sợ chưa ngóng được chuyện gì không khéo lại phải vả Lão lý này thì họ còn lạ gì Nó độc ác có tiếng ai mà chả biết Công may là ánh sáng của mấy chiếc đèn trứng vịt Cũng không đủ để soi rõ mặt người Nhưng một vài nhà cũng nhìn thấy đám người của nhà ông lý Tay gậy tay gộc Còn lại còn có người bị trói nữa thì ngạc nhiên lắm Không biết có chuyện gì xảy ra Họ lầm rầm nghĩ ngợi Đúng là quái lạ Công bộ loan được rong về nhà lão lý thằng ở của nhà mụ cũng bị bà Lý sai đám người làm dần cho một trận. Không biết là mụ Lý sẽ còn làm gì với con ả à này nữa đây. Chỉ biết cả đêm hôm ấy mụ không cho con loan về nhà, cứ bắt trói gô cổ phơi xương ở ngoài sân. Đám người làm được một phen lẻ lưỡi vì độ ghen của bà chủ. Chúng dì tay nhau quả này mụ loan chết chứ không sống nổi với bà Lý này được đâu. Đêm đó trong phòng ngủ thì lão Lý trưởng lại được mụ rửa tay thêm mấy tiếng nữa thế đã yên đâu mồm của mụ đay nghiến tay cầm mụ ngắt nhéo khắp người làm cho lão vừa đau vừa nhục mà không làm được gì thôi thì mặc kệ mụ muốn làm gì thì làm ai bảo lão bị mụ bắt tại trận nằm chi bây giờ mới nên nồng nỗi này cuối cùng thì cũng đã hạ bớt nhiệt mụ cũng để yên cho lão ngủ phần vì mệt phần vì thức khuya lão lại lăn ra đánh một giấc mặc mẹ sự đời nằm bên cạnh mụ lý vẫn còn đang ủ mưu một quyết định phải làm cách nào đó cho con Loan phải bán sới khỏi cái làng này. Mụ không muốn nhìn thấy cái tuồng mèo mà gà đồng này nữa. Nó chỉ có đi khỏi cái làng này mụ mới hết lo. Mà mẹ nó chứ, nhìn nó phây phây ra thế kia cho nên lão chồng của mụ suốt ngày thậm thụt, bỏ bê mụ khô cằn bấy lâu nay. Dùng nhà không cấy lại đi cấy ruộng người. Mà cũng tại lão thìn kia nữa, thiếu gì người không lấy lại đi rước ngay còn đĩ lòi đĩ nổ về làm vợ. Mai mổ sẽ cho nó biết tay Việc này chưa xong với bà đâu Lan lộn qua lại như là rắn cá chưa yên tâm mổ lại lò dẫm ra ngoài sân Quát mấy đứa phải canh gác con loàn cho thật kỹ Cấm đứa nào được cởi trói cho nó Sáng mai mổ sẽ tính chuyện với con này Lại nói ở bên nhà ông Thìn Hôm nay đi làm đảo với các quan trên Được thiết đãi cơm rượu luôn ở đó Thật ra đến tận 9 giờ tối Ông mới thằng ở mới trở về nhà Lúc này cả nhà đã đi ngủ hết ở quê là như vậy, mỗi buổi tối hãy đến 8-9 giờ thì nhà nào nhà nấy đã say giấc. ngõ sang phòng bà cả thì bà cả vẫn đang ngồi chờ ông, cởi vội mất quần áo trên người ông định sang phòng bà hai tiện thể, xem thằng cu giáp đã ngủ chưa, thì bà cả chợt lên tiếng. Bà hai đi đâu từ tối chưa có về ông ạ? À? Ô lạ nhỉ, thế bà ấy có nói gì với bà không? Em chịu thôi, từ trước đến nay bà ấy có nói gì với em đâu. Lạ thật đi đâu mà giờ này còn chưa về Xuống dưới nhà hỏi con ở à thì nó không biết Sẽ đến 11 giờ vẫn chẳng thấy bà hay đâu Ông đành quát mọi người đi ngủ hết Biết ở đâu mà tìm bây giờ Trước thi thoảng bà ấy vẫn hay bỏ đi như vậy Cho nên hôm sau mới về Ông có hỏi thì bà ấy nói theo mấy bà bạn vợ ở các quan trên tỉnh đi xem hát cho đỡ nhớ nghề. Muộn quá cho nên ngủ lại ở nhà bà nào đó. Ôi trời là giết mà bà ấy có nghe đâu. Bảo rằng đàn bà có chồng đừng đi đêm về hôm người ta dèm pha nhưng cấm có nghe. Ngày mai bà về đây ông phải nói rõ chuyện này mới được. Cũng may mà thằng cô giáp đã quen ngủ với con nợ à từ năm đến hai cho nên nó cũng không đòi mẹ buổi tối. Giờ thì nó cũng đã được 6 tuổi rồi. Chẳng lưỡi ông đi vào trong phòng phải ngủ một giấc để chuẩn bị cho thợ lên ngược đánh gỗ vào ngày mai. Ông đâu biết được rằng người vợ ông hết mực yêu thương đã cắm cho ông một cái sừng to tổ bố và ông sắp bị bêu mặt bởi mụ vợ lăng loàn này. Sáng hôm sau mới tờ mờ thì mộ lý cũng đã đưa hai người đến dẫn cho con Loan về nhà của ông Thìn. Ở trong sân ông cũng vừa phân phó cho đám thợ gỗ lên mạn ngược xong. Đang tập mấy động tác thể dục cho giãn xương cốt thì thấy bà hai mặt mũi cúi gằm đi vào. Đằng sau còn lại thêm ba người nữa. Nhìn kỹ thì mới hóa ra đó là mụ vợ của lý Trường. Chưa hết ngạc nhiên thì mụ vợ lý Trường đã tiến lại chống tay nói với ông thìn tôi có chuyện này muốn nói cùng với ông đây dạ mời bà vào trong nhà uống chén nước trà cho nó ấm bụng nói rồi ông liền đưa tay về phía trước như là nhà ý mời mụ lý bước theo không quên liếc xéo một cái rõ dài về phía con ả à loan đặt vội cái bàn tòa xuống ghế mụ mới bắt đầu dầu mỏ lên chỉ vào con loan đang sợ sệt mà nói hôm nay tôi sang đây là để nói cho ông biết cái cách mà dạy vợ ông chứ không là ả à, được đà đi quyến rũ cả làng này mất cứ như vậy mộ tuôn ra một thôi một hồi nào là con vợ của ông là cái thứ chắc nết phường ca kỹ lăng loàn chỉ quen lúng liếng đưa tỉnh nào là cô ả à, đã mồi chài mà qua lại với ông lý bao lâu nay rồi mãi đêm qua bà mới dình bắt được nếu không giữ thể diện cho ngay nhà thì mộ đã lôi cổ ả à loan gia đình từ đêm qua Từng lời từng lời của mộ như là nhát dao cứa vào tim gan của ông. Ông chết xứng người nhìn con bộ loan để mong được một lời giải thích. Nhưng con bộ này chỉ đứng yên trước mặt của bộ lý cấm khẩu không nói được gì. Ông thích nhục nhã quá thì ra từ trước đến nay à toàn lừa dối ông. Những lần đi đêm về hôm chứng tỏ à toàn lang trả qua lại với lão lý. Ông đã đi rức đĩ về nhà mà không biết đúng là nuôi cò cỏ mổ mắt. Ở trong nhà bà cả nghe không sót một lời nào Cám cảnh cho chồng của mình đã bị bà hay qua mặt mà đi ăn nằm với người khác ngay sau lưng Mà có phải ai xa lạ cho cam Đó lại là ông lý trưởng Người luôn tìm cách chơi xấu nhà bà đủ điều Thử hỏi như vậy ông Thìn không đau đớn sao cho được Ở bên ngoài ông Thìn giận đến tím cả người Khi nhìn vào mụ loan Mụ lý thì vẫn còn ra giả những lời nhức mốc thậm tệ kể tội chán ả à loan thì mộ quay sang chỉ xéo ông cuối cùng mộ liền ra điều kiện bây giờ tôi nói thế này ông xem có được hay không thì cho tôi biết chuyện thì nó cũng xảy ra rồi tôi cũng căm lắm nhưng mà nể tình ông là chỗ quen biết cho nên là tôi để trong định liệu dạ thôi nhờ bà giờ cao đánh khẽ để tôi về dạy lại bà ấy sẽ không có lần nào nữa đâu bà cứ yên tâm ông nói xuông như vậy sao không có được đâu bây giờ ông phải thay nó bồi thường thiệt hại cho tôi vì nó mà tôi bị bôi cho chát chấu không ngẩng mặt lên nhìn ai được. Lão đi nhà tôi khéo còn mất chức như chơi cả ông nữa. Nếu tôi mà điên lên điệu con này gia đình cho cả làng cả tổng phân xử thì ông còn mất hết. Chỉ có nước chui xuống đất mà chôn thôi. Vậy nên tôi tính là... Nói đến đây thì mụ im lặng rõ ý của ông. Ông thìn đành uất nghẹn nói. Thì bà định như thế nào thì xin bà cứ cho biết. Để im xuôi mọi chuyện tôi cũng phải về bịt miệng với cái thằng ở nhà tôi. Còn mấy cái thằng tuần đinh đêm qua nữa tôi cũng phải làm cho chúng im mồn. Chứ không thì chúng rêu rao lên có mà chết. Thế này nhé, bây giờ ông đưa cho tôi 20 quan, coi như là tiền bồi thường. Vậy là tôi cũng nể ông mà ngậm đắng nuốt cay lắm rồi đấy. Chứ cái ngữ này á có mà cả lòi cả tổng nhà nó lại lục van xin tôi cũng không có tha. Đấy, cuối cùng bản chất tham tiền của mụ cô đã được lộ ra. Chứ làm gì có liêm sỉ xí diện ở đây. 20 quan tiền thời buổi này đâu phải là ít, mộ cũng chẳng tiếc gì thân phận của mình, chỉ là mộ không thể cam tâm mà cứ thể bỏ qua cho nhà ông. Ông nghĩ mộ là hạng người gì mà đòi qua mặt hạ chơi? Thế là ông thì đành phải bấm bụng bỏ ra hai mươi quan để mua sự im lặng của mộ. đời nhục đến thế là cùng, nhưng đó đâu phải là đã hết, đây mới chỉ là bắt đầu cho những gì ông và gia đình phải hứng chịu sau này khi dính vào lão lý này mà thôi. Thật bất công bởi người đàng hoàng ngay thẳng thì luôn bị chèn ép kẻ ăn trên ngồi chốc thì vẫn cứ nhởn như. Đêm nay lão Lý Tuần đang ôm vợ ngủ say xưa thì thích cửa sổ bật tung, từng làn gió lùa mạnh khiến cho lão rét run lên. Quái lạ, lão nhớ trước khi đi ngủ mụ vợ đã cẩn thận đóng cửa nẻo rồi cơ mà. Nghĩ vậy nhưng lão vẫn rõ dẫm đi ra đóng cửa lại, leo qua người mụ vợ, thấy mụ vợ vẫn còn đang nằm chết trương, miệng lại còn há lớn thở phì phò, nước dãi nhễu cả ra vừa đưa tay kéo cửa thì chợt lão thấy có ai đó nắm gỉ lấy sợ quá lão liền rú lên thì một gôn mặt gớm ghiếc với cái đầu chọc lốc một hàm răng vàng ợn cái còn cái mất đôi mắt kẻ kia hõm sâu đen ngòm từ hai hố mắt thứ nước màu đen cứ như vậy nhễu nhão chảy xuống đôi tay của nó chưa xương dài ngoảng ngoãng kéo lấy cánh tay của lão mà gặm một thằng lý trường ngang ngược như mày cậu có, có lúc phải sợ hãi như vậy sao tôi xin tha cho tôi âu là ai Tôi là người đã bị đám tay chân của mày ném xuống sông cách đây mấy tháng đó. Hãy mở mắt ra mày nhìn đi. Ủa, tôi, tôi không biết. Tôi, tôi không biết gì cả. Tại tại chúng nó. Cầm miệng. Đến bây giờ mày vẫn còn xảo ngôn như vậy sao? Chết đi. Trần có một bàn tay từ phía sau đập mạnh vào lưng của lão. Lão hoàng quá tưởng sắp bị đi chầu diêm vương. Thì may thay vợ của lão đã kịp thời cứu mạng. Đông lúc buồn đái, mộ cua tay sang bên cạnh, thấy trống trơn. Nhìn ra thì thấy lão đang ú ớ nói chuyện một mình. Tưởng rằng lão bị mộng du, cuối cùng nhờ một cái đập tay của mộ mà lão đã thoát khỏi bóng ma trong gãng tức. Nhìn ra ngoài cửa, bóng kia đã biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Từ lúc đó thì lão sợ thoát cả mồ hôi mà không dám ngủ tiếp nữa. Tiếng bóng ma lúc nãy đã nhắc cho lão nhớ đến gần chục mạng người trên chuyến bè gỗ đã bị đám lính của mình giết sạch ngày nào. Sắc của họ chắc chắn cũng đã nằm lại ở một khúc sông nào đó hay là chảy ra biển rồi cũng nên. Quay sang phía mụ vợ lão liền run rẩy mà nói, "Này, hồi nãy bà bà có nhìn thấy gì không?" "Thấy gì? Chỉ có ông nói chuyện một mình, cứ như là thằng điên ở ngoài chợ đó." "Không, tôi tôi nhìn thấy ma bà ạ, nó nó còn cắn tôi nữa mà." Nói rồi lão đưa tay cho mụ vợ xem mùa vợ thắp đèn lên thì đúng là trên cánh tay của lão còn nguyên dấu răng và những vết cào sức đỏ bầm. chả lẽ là ma mùa vợ lẩm bẩm lúc này thì ở ngôi nhà cuối xóm một người đàn bà vẫn còn tấm tức khóc từ hôm chị nhận ra chồng của mình chết mất xác khi đi rong bẻ gỗ cho nhà ông phú hộ thìn thì chị cứ như người mất hồn không đêm nào ngủ được mặc dù ông thìn cũng đền bù thỏa đáng nhưng mà mẹ con của chị thì vĩnh viễn mất chồng mất cha đó chính là chị Thảo vợ của anh Tuân Chắc. Chả hiểu sao mấy đêm nay chỉ toàn mơ thấy anh hiện về, trong giấc ngủ chập chờn quần áo rách toạc ướt nhèm. Anh cứ níu lấy tay của chị nói rằng anh chết oan, hỏi ai giết anh thì anh chỉ lắc đầu không nói. Hôm sau chị Thảo lại thấy anh Tuân về, lần này còn có thêm mấy người nữa, toàn người làng cho nên chị đều nhận ra cả. Chỉ có điều trên thân thể của họ ai cũng ướt sũng Nước từ người của họ cứ nhễu ra bốc lên một mùi thôi thối khăn khẩn Chị sợ quá không nói nên lời cứ lùi mãi xuống chân giường, miệng ú ớ như là muốn xỉu, thì một người liền cất tiếng. Chị Thảo ơi, chúng tôi chết oan lắm. Ông lý trưởng sai người giết chúng tôi, chúng tôi lạnh lắm, đói lắm. Nghe đến đó thì chị rụng rời cả chân tay. Nếu đúng là lão lý đã bảy mưu giết chết các anh, thì thân một mình chị làm sao mà trọi lại lão ấy, mà để yên cho lão nhợn như sống thì chị không cam lòng. Cô hãy nhờ ông Phú Hộ Thìn, ông ấy sẽ có cách. Nói xong cả đám người liền biến mất, anh Tuân còn đưa bàn tay về phía của chị mà vẫy vẫy. Trong giường hai đứa con vẫn còn đang ngủ say giấc, chúng vẫn còn quá bé nên chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha. Lại nói về con mụ hai loan từ hôm bị mụ lý dẫn trong một trận và lôi cổ về nhà ông Thìn bắt đền thì cô ả à cũng chỉ e ngại vài hôm đầu. Sau đó thì lại mặt dày mặt dạn như không có chuyện gì xảy ra. Con mụ này nó biết ông Thìn rất là thương con cho nên luôn lấy thẳng cô giáp ra làm vũ khí tối thượng. Theo ông Phú Hồ chẳng thèm nhòm ngó gì đến mình nữa. À làm mình làm mày định đòi đem thằng cô giáp ra khỏi nhà. Nhưng ông Thìn nhất quyết không chịu. Bà cả phải khuyên can mãi ông mới không đuổi ả à đi trong lòng của mụ loan tức lắm, à hận mụ vợ lão Lý tuần bao nhiêu, thì lại hận ông phú hộ bấy nhiêu. chả gì à cũng là mỏng mày hay hạt, chứ đâu có quê mùa như bọn đàn bà ở đây. Đã thế à sẽ cho bọn này biết tay, không ăn được thì bà sẽ phá cho biết. Không biết là do ăn ở nhân thức hay là được tổ tiên phù hộ, mà ông phú hộ thì đã nhanh chóng lấy lại được sản nghiệp. Lão Lý Tuần tức giận lắm, lão điên máu vì cứ tưởng thời gian qua đã khiến cho ông sạt nghiệp. Thế nhưng mà tại làm sao ông không những không hề hấn gì mà ngày ngày lại càng phất hơn. Lão đâu biết được rằng lão chỉ chấn hồn được ông cụ thân sinh ra ông thìn, chứ đâu có chấn được long mạch của nhà ông. Mấy đời hành thiện tu nhân tích đức, cho nên ông được trời Phật phù hộ là điều hợp lý. Còn lão thì lúc nào cũng chỉ muốn hại người khác, luôn luôn biến mọi thứ của người thành của mình. Cho dù lão có nuôi bao nhiêu quân, mấy thằng tay sai của lão quất thâm độc thủ đoạn bao nhiêu thì cũng chẳng lại được gì với rời. Sáng nay mùa hai loan lại dậy sớm lắm, mùa trang điểm kỹ càng như thời còn đi làm ca nương. Xong xuôi mộ gióng già quần quần áo áo rồi gọi cho thằng ở, đưa mộ ra bến xe. Mộ không muốn đi xe nhà vì sợ lộ bí mật. Nói là ra bến xe cho oai chứ thời đó làm gì có nhiều xe cộ lâu lâu mấy ông quan pháp hay là quan ngài quan tỉnh mới đi xe jeep xuống làng đã là oai lắm thằng ở à kéo xe chở mụ ra đến ngã ba đầu làng thì dừng lại mày về đi bà đi công việc rồi bà khắc tự về không phải lo dạ bẩm bà, bà bà đi đâu để về con còn thư với ông không đến lượt mày bớt mồm miệng đi con đợi cho thằng ở à kéo xe đi khuất một mấy ngoắc tay một người đánh xe ngựa sau khi nói cho nó biết địa điểm thì mụ vội trèo lên cái xe ngựa mà ra khỏi làng Đi khoảng 3 tiếng sau thì mụ lên được một ngôi làng. Cẩn thận trả tiền cho anh phu xe mụ mới lững thững đi bộ vào. Một ngôi nhà ngói ba gian hiện ra. Trong nhà một lão già đang ngồi hút thuốc lào sòng sọc. Lão khoảng ngoài 50 người khô đét. Khuôn mặt chuột cộng với một đôi mắt cú vọ lúc nào cũng láo liên. Nhìn không có thiện cảm chút nào cả. Lão làm nghề thầy pháp chuyên đi trừ tà bắt ma rất giỏi vì bùa ngài. Người trong làng gọi lão là thầy sùng. Nhìn thấy lão ả à loan mừng quýnh bước chân ả à líu díu vào nhau tí nữa ngã bởi một đôi quốc mộc. Lão ngước nhìn một cây rõ dài quét khắp thân hình của ả à rồi cất giọng đằng hắng mà nói. Có việc gì mà tìm đến đây sớm vậy? Dạ bẩm thầy là con nghe danh thầy đã lâu, hôm nay còn mới được diện kiến. Con phải cất công mấy giờ đồng hồ mới đến được đây. Bà nói đi xem tôi có giúp được gì không? Được thể à liền kể hết mọi sự tình khúc mắc bấy lâu nay của mình và mong thầy trừ khử dùm những kẻ đã gây nên sự nhục nhã cho à. Lão thầy liền gục gặp cái đầu thờ dài liên tục. Đoạn lão cứ đi đi lại lại trong phòng. Chắp tay sau lưng ra chiều mông lung lắm. Biết ý à này liền mở ngay cái sắc đang cầm ở trong tay. Đầy về phía của lão mới quan tiền rồi lúng điếng đôi mắt lá rằm mà ấm mở. Thầy ơi, chăm sự nhà thầy, thầy cố gắng giúp cho em. Trước mắt em gửi thầy chút ít này để thầy làm lễ. Xong việc em sẽ lại quả cho thầy sau, lúc đó thầy muốn gì cũng được. Tiền sư bố cái con ả à này đúng là cái phường bán phấn buôn hương, mắt là mày lém. Mới vào thì thầy thầy con con, ngồi trên nóng đít đã lại em em thầy thầy. Mà kể cũng lạ, cùng là cái ngữ chim chuột nên chúng bắt sóng nhau nhanh lắm, các thầy biết sắp vớ được con mồi ngon cho nên mặt gã làm ra vẻ khó khăn, nhưng thực tình trong bụng thì mừng rơn. Khẽ đi lại gần con mộ loan thầy đáp giọng giả lạ. Được rồi, được rồi, coi như là tôi với... À, tên là gì nhỉ? Dạ, thì cứ gọi em là em Loan được rồi à? Ờ, à, thì cứ coi như là tôi với Loan có duyên. Nhưng mà việc này khó lắm đấy. Giết người chứ không phải là giết chó mèo đâu. Thôi thì thế này. Để tiền bể cho Loan tôi xét xử con đàn bà kia trước. Còn những đứa khác thì từ từ cho chúng vào dọ sau Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.